vàng ngày đầu hân thắng tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sau. Và kính chúc những ngày sẽ gặp lành Tết sau đời nhiều lắm hơn Tết nay. Tết đến về tù cùng ở bên bếp hồng và người bán chính xe chào xuân đã xa. Trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa, trong tiếng trong xuân nông phụng về đây xuân đầy phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an đầy may. Đêm đêm mà là đêm nhà nhà cái ngày vàng ngày đầu hoàng thắng tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sau. Và kính chúc những ngày sẽ gặp lành Tết sau đời nhiều lắm hơn Tết. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của Nhà Hút nha. Thì ngày hôm nay mọi người cũng thấy là mình mới trang trí này. Hồi qua mình đi chợ đó, xong cái mình về mình trang trí cành mai, mua thêm một cành mai nữa. Tại vì là hồi qua mình mua hai cành mình thấy quá là ít đi đó. Rồi xong rồi có mấy cái chuông này này, mua thêm cái nón nữa, đội đi anh. Yeah, it's good, huh? Sure, it's so. Mình trang trí vậy thôi mọi người, tại vì mình tìm trên Amazon á, nó hết rồi, hết hàng rồi. Mọi người đặt quá nhiều luôn. Việt Nam, người Việt Nam mình Tết đến á, lên Amazon đặt mấy cái đồ trang trí nhiều quá hết rồi. Thì bây giờ ngày hôm nay á, là mình có mới đặt một cái set này, là set đồ ăn vặt Việt Nam dành cho ngày Tết. Và mình muốn cho chồng mình thử mọi người. Wow, look at you. Mình muốn chồng mình thử các cái loại đồ ăn vặt Tết, ngày Tết mà Việt Nam mình hay ăn đó mọi người. Ở đây đầu tiên là mình có khô gà lá chanh này, khô gà lá chanh. Chicken. Khô gà lá chanh. Yeah, dry chicken. Dry jerky. Chicken. Yeah. Huh? Yeah. Rồi cái này là da cá sấy này mọi người. Dry fish skin. Oh no. It's good, babe. Just wait. Cái này là hạt điều trái tỏi. Cashew. Ginger. Yeah. Mít gừng. Ginger. Watermelon seeds. Yeah. Này hạt dưa. Và cái này là coconut. Yep, mít dừa non. Đây là những cái thứ mà khi mà đến Tết đó mọi người bày ra cho khách ăn này các kiểu đúng không? Và đây là mình mua cái set này đó, người ta cho sample. Người ta cho hai cái dùng thử mọi người. Cái này là mực khô này, với cả là cái này là cơm cháy chà bông. Rồi xin nữa thì mình sẽ dùng sau. Thì mình mua cái set này mọi người là dành cho ngày Tết mà mọi người thấy người ta cũng gói gọn rất là đẹp đúng không? Này, y chang Tết ở Việt Nam luôn á. Set này mà tặng quà cho người thân các kiểu á, quá sang luôn mọi người. We're gonna try the chicken first, ok? Yeah, yeah. Thử I'm thôi. Wow. Open for me. À, để cho mở đi. Excited á. Ở đây mình sẽ uống Fanta, mọi người ăn cái này phải uống Fanta. Còn ổng, chắc ổng không uống gì đâu. You wanna drink something? No. Ok. Eat, try it, babe. Thử đi. Trời ơi, mình khoái món này lắm luôn mọi người. Nó có ớt này, cá miếng ớt. Đây giống. Có lá chanh nữa. Có canh ớt, lá chanh nữa. Ngon ha. That's good. Cay, ngọt. Rồi mặn mặn. Thơm. Oh yeah. It's hot, huh? That chili is spicy. I wish we could get some of these. That's a Vietnamese chili, huh? Cay. Ớt cay. Mà cái này phải có ớt mới ngon mà nè. I'm sorry, babe, but that's a bit better than the jerky you made. Rồi, mình có làm giả khô bò á. Mà anh nói á, ăn cái này anh thấy ngon hơn cái giả khô bò mình làm. Giận luôn á. Ngon ha. Good. I don't think I ever had chicken jerky ever. Yeah, this is so first time. Yeah. Ngon. Cái thịt gà mình ăn á, chất lượng lắm luôn mọi người. Đây là đồ ăn vặt Việt Nam á. Đây đồ ăn vặt Việt Nam ngày Tết hết á.
I heard you. Order kit, love it. Don't go <Okay. cousin>, honey. Rồi tiếp theo là mình ăn da cá nè. Chặt quá. Oh yeah. Rồi người ta đóng chặt quá mọi người. Oh yeah, there we go. Thử da cá. I don't know about that. Try it, you will like it. I don't know about that. Mmm. Béo. Try it, béo. Béo. You will like it. Rồi. Tại ăn sợ da cá nên là anh ngại, anh chắc không biết sao mà cứ nhìn vậy. Cuối cùng ăn xong biết là thích, tại vì ở đây giống như là nó có is it cheese? Mm. I think it's cheese, right? No. No way. Outside, I think it. No. Mm. Mm, butter. Butter? Yeah. Butter. Mm. Rất là béo, ở trong thành phần là có da cá, muối, tiêu, dầu ăn, bơ với lại bột bắp. Cái này là bơ, mình tự phô mai này chứ. Tại lần đầu tiên mình ăn cái da cá này luôn mọi người. Ngon không? Béo lắm mọi người. Ngon. Thơm nữa. I think I like it better than chicken. Really? Yeah. It's really good. It's different. Try this, babe. Open it. Giờ đến hạt điều nè mọi người. This can be delicious. Probably gonna be my favorite. Cái web mà mình order á mọi người là của người Việt Nam mình luôn, và những cái sản phẩm này là từ Việt Nam qua luôn đó, chứ không có làm tại đây mọi người. Là của người Việt Nam có chi nhánh ở Việt Nam và ở Mỹ luôn. Thì nếu mà ai muốn order á là mọi người có thể lên cái web, mình để cái hình ở bên này, screenshot bên này. Đó, web ở đây là cái shop này tên là Anchi Day đó, cái web tên là anchiday.com.com mọi người. Mọi người ai mà ở Mỹ á thì mọi người có thể mua để về làm quà Tết chẳng hạn này, hoặc là nếu mọi người không có mua theo set á thì ở đây người ta cũng sẽ bán những cái sản phẩm riêng biệt nhỏ lẻ như này nè mọi người. Ai muốn mua gì thì vô đó mua, và hiện tại á người ta đang có chương trình khuyến mãi mọi người, nếu mà nhập cái code nhà hút vô á là sẽ được giảm 10% nếu mà mọi người mua trên 60 đô nha. Ví dụ như cái set này á là 109 đô, mà mọi người nhập cái code nhà hút vô thì sẽ được giảm 10%, là chỉ còn 99 đồng nữa thôi, và free ship nha mọi người. Mà mình nghĩ nên mua nguyên set này nè về làm quà. That's better than it's any, good, huh? It's better than any catchies I've had in the States. Really? This is Vietnamese style. Yeah, but I mean. Yeah, you mean the quality? Sure. The ketchup? It's fresher than the stuff that we get, mm-hmm. You know? This is from Vietnam. And, you know, when we get, our cashews are typically just coated with sugar. This is better. Thì anh nói là cái hạt điều này nó ngon hơn. Cái chất lượng hạt điều á, này, rất là bự luôn mọi người. Hạt rất là bự luôn. Chất lượng hạt điều nó ngon hơn ở Mỹ luôn. Tại ở Việt Nam mình á, những cái vùng Tây Nguyên á, người ta trồng hạt điều rất là nhiều và rất là ngon luôn á. Và cái hàng này cũng là ở Việt Nam chứ không phải hạt điều Mỹ luôn đâu nha mọi người, không phải đâu. That's good. Mà dù Việt Nam ai là biết rồi. Mà nó mặn mặn, cay cay, ngọt ngọt. A little bit. Ừ. A little bit. Sao thành phần nào? Hạt điều, tỏi, ớt, nước mắm. Có nước mắm nữa, babe. Have fish on it. Have it garlic. Chili and fish sauce. I like it. Tiếp theo là mình sẽ ăn mứt gừng. There you go. Trời ơi, cái shop này người ta bán quá trời. Hình như có mấy cái đồ tươi như là bánh bông lan trứng muối này, mấy cái đồ mà chè đồ mọi người, cũng ship xuyên bang luôn. Cái này thì những cái đồ hộp như này bảo quản được lâu thì người ta ship khoảng tầm 2-3 ngày là đến nơi. Còn mấy cái tươi kia thì như chè bưởi đồ á, bánh bông lan người ta làm trong ngày thì người ta ship thì cỡ khoảng một ngày gì đó là đến nơi, mà qua đêm gọi là không phải overnight, là ship qua đêm là đến nơi luôn á. Mà cái kia thì mọi người phải trả thêm tiền ship, còn cái này không cần phải trả, tại vì ship nhanh á thì mất tiền để mình trả cho người shipping á mọi người. This is good too.
Mít gừng thì người ta cán ra rất là mỏng và kiểu It's a different type. Cay. Might be the best I had ever. Này, gừng sẻ là gừng gì ta? Mình không biết gừng sẻ chắc là như là It's cay, babe. It's spicy. Sure. Cay lắm luôn. Gừng sẻ chắc là gừng mà cái loại nhỏ nhỏ mà organic á của Việt Nam á. Tại vì ăn một phát là biết gừng Việt Nam luôn này. Gừng ở Việt Nam rất là nhỏ mà nó cay mà nó có vỏ, nó thơm luôn á. Thơm mùi gừng. Còn bên Mỹ mình mua đâu có ra mấy cái gừng này đâu, toàn bự bự con vậy nè mọi người ơi. Ngon, chất lượng. Ông này á là ông khó tính trong mấy cái việc đánh giá đồ ăn lắm luôn á. Mình thấy là ngon thôi. It's hot. Cay rồi. That's how it is. Hot. It's quality, it's the best. That's how things work. It's hotter than the chili. Cay quá. Này là organic luôn này. Hàng chất lượng luôn. Mà mình thích nhất là cái gì? Gà, gà sấy lá chanh đó. Ngon. Nó là món tủ của mình nè. À, giờ ăn mít mít dừa non nè. Trời ơi, bữa nay Tết á, mít dừa non ở Việt Nam mắc lắm mọi người ơi. Oh yeah. Trời ơi, ông mở một cái này bong ra luôn. Cái này là có màu trắng với cả màu xanh lá. Cái này là xanh lá dứa nè. Pandan. Pandan? Coconut? No, yeah. They put the pandan in it, I think. Mmm. It's perfect. Regular. This regular. It's not too dry. Mmm. Wow. Yeah. It's soft. Mmm. Wow. It's the best. Quá đã luôn mọi người. It's the best I ever had. Good. You know down where we had the bin tray when we had the coconut? Mm. I wonder if it... It's like this, you know? Mm. This is jam coconut, babe. Is it? Mm-hmm. Mít dừa non. Non, that means jam coconut. Mít dừa non ngon quá, nó ăn nó không có... Nó gọi là nó không có cứng như là dừa già. Nhai nó đỡ mỏi miệng mà ăn ngon lắm. Cái này chắc dừa này ở Bến Tre quá. Tóm lại những cái nguyên liệu á là từ Việt Nam hết. They know what they're doing. Mm-hmm. Look, they put the date that it was made on there. Mm-hmm. Trên này có ghi ngày sản xuất luôn này. Huh. Hạn là 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Có cái thì 6 tháng, hạt dưa 6 tháng này, ăn hạt dưa luôn đi em. Này cũng 6 tháng, mít dừa, mít gừng 6 tháng. Hạt điều 6 tháng. Oops. You okay? Yep. Da cá sấy 6 tháng. Cái này chắc cũng 6 tháng. Chỉ có mỗi cái này, mít dừa là được 12 tháng luôn nè. Teach me how to do it. Anh không biết cắn hạt dưa đâu. Hạt dưa này đúng chất lượng luôn. Nếu mà mọi người mua cái hạt dưa mà hạt dưa đỏ ấy, anh ăn luôn, anh không cắn đâu. Hạt dưa mà có đỏ là nó tẩm rồi. Người ta tẩm màu rồi. Ăn cái đó độc lắm. Đây hạt. Hạt dưa này này là không tẩm màu. Nó không được đẹp nhưng mà nó tốt cho sức khỏe mình nè. Anh đâu biết ăn hạt dưa đâu. Không có cắn được nên là bỏ vào nhai luôn. Yeah, ăn đi, em cắn cho anh này. Đó thấy chưa? Thấy người Việt Nam giỏi không? See, Vietnamese good? Sure. You have a good skill for eating it. Yeah, but how? You use the teeth right here. Yeah, but when I do it, I crack it. Slowly. And not strong, you know? Slowly, babe. Come on. Not like the whole one, like this. Right here. Okay. Rồi giờ đừng có chỉ cho ổng ăn hạt dưa nữa, khổ thiệt luôn á. I think I got it.
À, khi mà mọi người mua cái này á, online á mọi người, cái mọi người yên tâm là sẽ có cái tracking, là cái number á, cái số á, để mà mình theo dõi chuyến hàng của mình đã đến đâu rồi, cái người ta gửi mail về để confirm á, xác nhận á, là đến đâu là người ta nói đến đó luôn á. Mình cứ mình hóng cái này về để cho ổng thử nè, rồi làm video test cho nó sung tủ á mọi người. Cái nào ngày nào mình cũng nhìn vô mail để coi là người ta đã đến đâu rồi, cái mình theo dõi cái số number của người ta gửi qua FedEx để coi là nó đến chưa. Cái mình thấy đến rồi ngay ngoài cửa, rồi cái anh mà đưa hàng này này, anh gõ gõ cửa, cái mình ra mình thấy hàng ở đây rồi. My favorite is the chicken. Really? How about you? I think the coconut. Coconut? But the ginger, I haven't had it like that here, you know? Hỏi ông là cái món nào mà anh thích nhất, ông nói anh không biết anh thích món nào nhất nữa, cái món nào cũng tốt hết rồi, chần chừ, nói món nào cũng ngon hết rồi, chần chừ, không biết lựa món nào. Còn mình đó là mình thích ăn gà và xé lá chanh, tại vì đây là cái món tủ của mình đó. Try the samples. Oh, đúng rồi. Lành quá. Bây giờ mình sẽ thử cái này. Cái này là cái gói dùng thử. Thường là mọi người mua mấy cái hàng này này thì người ta sẽ cho cái những cái gói dùng thử của các cái món khác để mình thấy ngon không là sao mình đặt nữa. Giờ mình thử cái mực khô này, mực ép mỏng gì đó. Trời ơi thơm mùi mực khô ghê luôn á. Squid. Đấy. Mình cũng thích mấy món này. Better than the stuff you buy in Asian Family Market. Ngon mọi người. Nhưng mà mình thích cay hơn á. Không biết người ta có loại cay không ta? Để xin nữa lên web coi có loại cay không ngon. Ngọt. Ngọt lắm rồi. Mình là mình thích ăn mấy cái này mà phải có cay rồi. Cái này không cay. Handmade with love. Definitely. Cơm cháy cà bông nè. You love this. You eat this a lot, huh? Wow. Crunchy. That might be my favorite. Bạn nào mà ở Mỹ mà muốn mua á thì order nhanh đi, tại vì bây giờ nó còn sale. Với cả là order nhanh mà mua để ăn Tết đúng không mọi người? Ăn 3 ngày Tết đói cho vui. Như mình mua vậy nè. Rồi hai vợ chồng mình ăn Tết. Có ai đến nhà thì mời người ta ăn luôn. That's like a savory, spicy Vietnamese Rice Krispie treat. Really good. Yeah. Cashews are good too though. Không biết mọi người sắm sửa Tết đến đâu rồi đó. Tụi mình có về thôi. Cần mai giả mọi người. Lấy đồ ra thiệt. Thiệt làm gì có mà... Như này thì á là mấy cái bông nó chưa có nở hoa mà rất là mắc tiền luôn. Còn bông giả này rẻ bèo à. Cái mình về mình để cho nó có không khí á mọi người. Đổ tiếp đi. Đổ tiếp đi. Đó, dễ thương quá. Rồi thì bây giờ mình sẽ dừng cái video này tại đây mọi người. Vậy là Tết này mình có 6 thứ luôn. 6 thứ để ăn Tết luôn. Rồi mình có làm những cái video khác nữa như là làm giả khô bò rồi muối hành, muối dưa đồ á. Thì bên Mỹ này hai vợ chồng mình thôi, mình cũng muốn có cái không khí gì đó về Tết đó mọi người. Cho vui vậy thôi. Gì cay vậy? Ăn này đúng không? Khoái cái này mà nó cay. Cái này tụt huyết áp ăn nó hơi bị đã luôn. Mình cũng bị tụt huyết áp á, ăn gừng này này. Nó lên. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. Bye bye mọi người. Bye. Xin chào.